Hello cả nhà, hôm nay mình làm design này nha. Mọi người thấy sao? Được không? Nhìn được mắt không mấy anh chị? Oh my god, chọn hai cái màu đi với nhau nhìn dễ thương quá. I love this color. Mọi người thấy sao? Mọi người thấy dễ thương không? Dễ thương thì cho em một cái like nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi top coat nè. Rồi mình làm cái tay bên kia. Ở đây mấy anh chị thấy là trong này em có chen vào một cái like màu silver của Medal Art Shell không? Đó, có chen vào một cái light silver cho nên là nhìn cái mẫu nó rất là nổi luôn nè cả nhà. Đi một cái light silver mỏng nhẹ thôi để cho nó nổi lên. Cả nhà thích thì nhớ like nha. Hello chị. À, chị Sen, à, chị Sally khỏe không chị? Rồi, sau khi hai đèn xong thì bây giờ em đi top coat. Ở đây em đi matte top coat nha. Cô khách này cô thích matte top coat. Matte, the best matte top coat ever luôn. Dạ xong. Hết everything done rồi. Bây giờ mình matte top coat rồi. Bắt đầu mình sẽ làm tay bên kia nha mấy anh chị. Hôm nay đầu tuần mọi người sao rồi? Sáng giờ busy không? Giờ này cái mẫu này nó đang hot quá. Và combine cái màu với nhau thì nó quan trọng. Sáng giờ hai đứa định đi màu hồng nhưng mà nhớ lại nó nói ô tao thấy tao xài móng màu hồng nhiều quá. Cho nên nói à, màu ngoài màu hồng thì màu gì thích? Dạ màu tím. Khách nó thích màu tím chứ không phải em thích màu tím nha. Em dạo này cũng xanh tật thích màu tím được tí xíu. Ngày xưa không thích mà giờ sanh tật thích rồi. Đó. Rồi. Ủa chưa mở luôn hả chị? Wow. Thấy anh Đăng, quên anh Đăng gửi cho em cái order để làm cho anh Đăng. Màu dễ thương quá. Dễ thương phải không cả nhà? Thả tim nha, thả tim nha. Ai thấy dễ thương thả tim nha. Hello chị Fanny, hello Thảo Lương. Dạ chị Jenny, em khỏe. Thank you chị. Thank you chị Thoa Kim Vương, chị khỏe không? Lâu rồi em mới đọc tên chị trên live á. Chắc có thể chị vào coi lúc mà em xong cái live rồi phải không? Thank you anh Tony Văn. Chào, hôm nay toàn là tên những người quen không à. Có người vô đây quảng cáo cái gì anh chị em nào thua nợ nần gì làm ăn. Trời ơi giờ này người ta chuẩn bị làm ăn ngon lành, không ai chơi số đề thua lỗ gì ở đây đâu. Đang làm ăn kiếm tiền đừng nhắc tới chuyện thua lỗ đau lòng. Đi chỗ khác chơi. Milky White bao nhiêu tiền? Dạ Phong Ngô ơi sao biết cái này là Milky White vậy? Màu em đang xài màu trắng này là Milky White nè, nó trắng mà nó trong trong, nó không có trắng tinh, nó hơi trong trong, nó hơi đục đục. Đây là Milky White. Nó có hũ 2 ounce với hũ 16 ounce. Để em gửi link cho Fono nha. Em không nhớ giá luôn. Mở được 2 tuần này đóng lại à. Love the purple màu tím đẹp quá. Sao Milky White sao không thấy? Dạ chị Kim Thúy ơi, để em gửi mấy bạn sale team ơi. Bạn nào đang trên live vào help mấy anh chị bỏ cái link của Milky White vào giúp Ngân nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình làm tay bên kia. Is it on babe? Yes, okay. Khách của em dễ thương. Rồi em xài cái Z Primer này nè cho cái tay của chị. Nope, order hand, that's hand done. Trời ơi, móng mà cô này là đi 2 tuần quay lại móng vẫn còn, ngồi tháo ra cắt gãy cây kèm luôn, ngồi tính thêm tiền một cây kìm vô nữa. Dạ để em gửi link cho mấy anh chị. Thanh Kiều ở đây là em xài màu Milky White và xài gần hết luôn, đắp xong cái tay này chắc hết bột luôn á, còn có nhiêu đây thôi nè. Milky White mình xài nhiều lắm. À, chờ lại làm tông màu xám, chờ làm tông màu xám hả? Ồ xám, nếu mà em nghĩ xám đen trắng đi với nhau đẹp lắm á. Mấy cái tông nó thông thường thấy nó đi chung với nhau. Em chọn tông là dựa theo cái này. Đây nè, cái set này nè, khoe cả nhà. Ai chưa có set này thì mua về. Cái này là em xài đợt đầu tiên luôn, cho nên là cái formula nó rất là đặc. Cái đợt thứ hai nó lỏng hơn chút xíu. Nhưng mà chút nữa em coi cho em cho mấy anh chị coi khi mà nó đặc mình vẽ nó dễ cỡ nào. Đây là em xài cái này thì em chọn màu, em chọn theo cái tông trong này luôn. Nó đã mix sẵn cho mình rồi. Ví dụ để em sắp lại cái đi cho mình dễ nhìn ha. À, thường á, đây nè.
trong set nó đi theo thứ tự, tím thì có tím nhạt với tím đậm là mình đi hai cái này với nhau, với một cái màu trắng lên là nó nổi. Còn vàng xanh lá là mình đi đi cái tông nó đi gần 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 nhau vậy nè. Cam là mình đi chung chung vậy thì nó sẽ nổi lên rất là dễ. Hồi nãy em đang mê hai màu hồng này. Màu hồng này và màu hồng này đi chung với cái màu trắng nó giống như dạng Barbie nail vậy đó, nhìn dễ thương lắm. Ủa theo dõi lâu rồi mà chưa thấy Ngân nào bộ nào màu xám hả? Dạo này có tình yêu cho nên là màu hồng không à. Nói chơi thôi. À, nhiều khi á, người đang vui không có nghĩ tới xám với đen là vậy, đó là cảm xúc, cảm xúc nha. Nghề của mình là nghề cảm xúc phải không mấy anh chị? Đây đi cái mask lên nè, em cho mấy anh chị coi. Medal Audi Gel hình như mình đang out stock. À, tuần sau mình sẽ có lại, nhưng nè em đi một cái line medal gel lên, mấy anh chị thấy nó ra nó dễ thương không, nó nổi cái đường vân này lên liền luôn đó. Matte top coat của mình nè, nó nhung vậy nè. Oh my god baby, I'm in love with your nails. They are so cute, I love them. Để về học lại, bữa nào thích bà thấy bộ nail nào đẹp quá ráp đỡ một câu. Bộ bộ cái đó set bao nhiêu? Set light gel dạ 126 đồng cho 24 màu luôn. Tính ra có 5 đồng mấy cho một chai thôi nha mấy anh chị. Cái này là cái giá nó là giá đang là giá đặc biệt cho mình luôn đó. Bữa em mới thông báo nó còn rất là ít. Nó còn rất là ít cho nên anh chị nào mà thích thì mua, mua về mình xài. Cái này mình xài qua năm suốt tháng nè. Hôm nay em phải đắp hai cục bột. Tại vì ngay chỗ cái phòng em đang ngồi nó nóng lắm. Để em kéo xích ra một chút xíu. Trời ơi, đang đắp cục bột mà nó chuẩn bị khô mà còn phải kéo ra cái nữa là hết hồn. Cái phòng của em ngồi nó đang hơi nóng, đang gắn cái máy lạnh lên cho phòng của em. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ đang là 80, 80, Florida đang là 80 luôn đó mấy anh chị, mà không có máy lạnh. Cho nên là mình phải đắp hai cục bột. Nhớ là cái cảm giác hồi xưa mà ngồi đắp bột mà trong tiệm mà bị hư máy lạnh ghê, trời ơi nổi da gà. Hồi xưa giờ có anh chị nào mà đắp bột trong tiệm mà bị cúp điện hoặc là hư máy lạnh không? Mà em nhớ lúc đó là bị hư máy lạnh mà trời Texas nó tới 100 lẻ mấy độ luôn á cả nhà. 100 lẻ mấy độ. Dứt cục bột lên nó khô liền, dứt cục bột lên nó khô liền, móng ngắn móng dài gì không quan trọng, dứt cục bột lên là nó khô rồi. Cho nên lúc đó làm hả, thợ thầy thợ thiền thợ thầy gì là coi như stress hết luôn á. Ở sao đắp cục bột ai cũng than chứ, mà ngay tiệm mà toàn là khách design móng dài không, mà dính cục bột lên nó khô liền. Nhớ tới cảnh tượng đó còn vẫn còn đang hú hồn. Bạn người ta nói có qua những ngày mưa mới yêu những ngày nắng là vậy nè. Ngồi thời tiết nóng đắp bột cho đã, rồi tới lúc mà có máy lạnh lại mới thấy cảm ơn ông trời cho con cái máy lạnh quay lại. Ông mà thực sự là làm ăn trong trong làm ăn kinh doanh có mấy lúc mà mình bị khó khăn, mình bị stuck, mình bị lúc đó là em bị tiểu nhân tiểu nhân đập phá máy lạnh thì mình mới thấy là mình học được nhiều điều lắm phải không anh chị? My road little lamb to take really good picture. Dạ. I also receive. Oh, cái đèn thứ em đang xài đó hả chị Suzy? Dạ, cái đèn đó thì nó nhỏ mà thách ra cái hình nó dễ, nó sáng mà nó sạch lắm. Chút xíu nữa em chụp hình cái bộ móng này rồi em sẵn em cho mấy anh chị coi cái cách em chụp hình. Hôm nay em sẽ chụp hình trên cái nền, đó là một cái tờ giấy A4 thôi. Tờ giấy giấy printing paper của mình á. Để cho cái nền của nó clean, thiệt là clean. Đối với móng 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 dài này thì mình đi hai cục bột nó cũng sẽ tốt hơn, mình control được cái độ dày nó đỡ hơn, nó dễ hơn đó. Thì em muốn làm một cái lâu lâu á, em muốn làm một cái chương trình. Nhưng mà cái này là phải kêu mình ở trong nghề, cái mình tâm đắc với cái nghề á. Mình muốn kêu gọi mấy anh chị nào mà từng trải qua những cái đó rồi để mà chia sẻ những cái câu chuyện thật để cho mọi người rút kinh nghiệm.
giống như em nói hồi xưa, nhiều người bị mỗi một cái câu chuyện khác nhau lắm. Nhiều người mua tiệm vô cũng bị lừa gạt. Hồi xưa là con mua tiệm vô bị gạt mà xém vô hộp ngồi luôn đó. Em cũng kể mấy anh chị nghe hoài đó. Thì em muốn làm sao lâu lâu mình có mấy cái chương trình để mà có người thật việc thật chia sẻ mấy cái câu chuyện để cho người khác, người ta né những cái thế hệ đi sau mà người ta có bị dướng vào những cái tình huống bị lừa đảo khi buôn bán tiệm rồi này kia, cũng rút được cái kinh nghiệm. Chứ nhiều khi lơ mơ lần đầu bước vào đời đi mua cái tiệm, cầm tiền ra xong bị gạt cái hết tiền luôn. Thank you chị. Dạ, cái đèn mà để chụp hình đó, nó rất là quan trọng. Nhiều khi á, mua hộp trước em mua, mấy anh chị biết mua mấy cái ring light mà bự thiệt bự luôn, trăm mấy đồng ở trên Amazon. Mình cũng mua về nhưng mà cái ring light đó em thấy nó xài được cho làm lát hoặc là làm xăm. Còn mà nó bự quá, nó chá quá đó, nó làm mình làm việc với nó nhiều quá, hư cái con mắt. Cái ring light nhỏ mà em đang xài là thấy nó vừa, không có chá, không có làm cho con mắt của mình cảm thấy mệt. Dạ có, tụi em ship đi tất cả các tiểu bang luôn á. À, chị Thủy. Chị Thủy gọi vào trong số 888-887-8807 để cho nhân viên tụi em hỗ trợ chị Thủy. Babe, put your phone on the table and text. Is it moving? Yeah. Sorry. That's okay. At least you know when I need help. You playing a game? No, I'm just responding to all the stuff about my... Oh, that's nice. Trying to keep up. Mm-hmm. Congratulations. Thank you. Yeah, I'm so happy to hear that. Thanks. Your business stopped picking up. Em chỉ biết cô khách mà em đang làm nè, Si là khách của em mà rất là dễ thương, tới trò chuyện luôn này kia, y như là friend vậy đó. Thì em cũng chia sẻ với Si mấy cái kinh nghiệm mà mình làm start up business làm sao rồi này kia. Bây giờ Si có một cái Si bắt đầu Si start her own business and bắt đầu phát triển rồi, mình cảm thấy mình vui lắm. Đôi khi mấy cái chia sẻ của mình nó thực tế ở trong cách mà mình bước vào làm business đồ này kia, nhưng mà 1.000 người nghe có 1-2 người người ta pick up được. Bắt đầu hôm nay là cổ lợi cổ báo chị một cái tin vui là cổ có khách order hàng của cổ làm mà custom về jewelry á. Yeah, hôm nay là bắt đầu có khách start order đồ này kia rồi. Một ngày được 5-6 cái order là cũng quá là vui cho cổ. Giờ chẳng những truyền lửa cho truyền lửa cho mấy bạn làm trong công ty, cho cái anh chị làm nail, và truyền lửa luôn cho tới con ghệ mà khách hàng mới ghê. Dạ màu này là màu Milky White nha mấy anh chị nha. Milky White. Dạ cái set light art gel của mình còn ít, mình còn cỡ under 50 set đó mấy anh chị. Cho nên là ai mua set light art gel thì bỏ số điện thoại xuống để tụi em gọi nha. Con số mà hôm qua em check online là nó còn khoảng under 20 set, mà không biết là hôm nay nó còn bao nhiêu. Rồi. Còn màu trắng em xài là Milky White. Cái này á, mà để vẽ cái kiểu design wave này nè, mấy anh chị xài màu này với tất cả các màu luôn. Xài với pink, với nâu, với gì á, nó cũng đẹp hết á.
Tại vì nó trắng mà nó trong 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 á, nhìn nó đẹp lắm. Dạ chị Kim Thúy. Mỗi lần làm là bao nhiêu đô hả? Cô này là em tính cổ 150. 150 mà giống như mỗi lần mà tới là 150, mỗi lần tới là 150 vậy đó. Membership luôn á, tới thường xuyên, chỉ có tuần rồi là không tới thôi. So last week your uncle car were Yeah, he was like in the Lowe's parking lot and somebody had like spilled nails on the ground and didn't pick them up. So he drove over it because he didn't know they were there. So he got all like 20 nails in his tires. What? Yeah, so he had to go get all new tires. 20 nails on the tire? Yeah, somebody just like spilled the whole thing of nails on the ground. Oh my God. And then they just left them there. That crazy. I don't know why they would just leave that there. Girl, it's hard to say someone like they Right. weird. Like before, I used to complain about that too, but in a different thing. Like, you know, when on last August and May, when the virus go crazy, right? And everybody go to the supermarket, they wear gloves, they wear masks and sanitize everything. Like everyone got scared of the virus. Then yeah, people wear gloves to go to the market. Then when they before they get in the car, take it out and put in the cart, the shopping cart. Oh my gosh, I like, yes. you know, why don't you looking for the trash can to put in there, so all the people don't have to pick up your, I don't want to say pick up your trash. I try to be nice, and that way, if you got sick, then the virus don't have to go to all the people when they're Or touching your glove or like. people leave their masks all over the Yeah, no, ground. yeah, I like. You're just thinking for yourself and acting so stupid and nasty like that. We've gone to the beach and people's like masks are all over on the beach and Yeah. You just care about yourself to get sick, but you don't worry about people pick up your trash and they get sick from there. It's sad. It's just like more trash to add to everything. Yeah. That's why sometimes it's hard for you to be nice to someone. Ok, rồi xong rồi đó mấy anh chị nha. Trời nóng có nóng, nực có nực, 80 độ, bột đắp vẫn đắp. Rồi xong rồi. Xong rồi, xong rồi. À, để coi có ai comment gì không. Màu này Milky White đẹp lắm em, khách chị thích lắm. Dạ thank you chị đẹp, gần 3 triệu Việt Nam. Có gửi hàng qua Đức không? Dạ có, tụi em có gửi hàng qua Đức. Dạ anh David ơi, chị Amy, em có thấy comment của mọi người nha. What is your client website name? Wow, you may get another customer. Me? Yeah, give out your website. It's Plur, like PLU, You have Facebook? PLUR. You have Facebook? I have Instagram. Yeah. Yeah, tụi Mỹ nó không có chơi Facebook nhiều hả ta. Đây Milky White nha cả nhà nha. Nó ra cái màu đẹp giống vậy nè. Instagram. Đây cái Instagram của her đây nè, để em quảng cáo cho xì luôn. Suy có style rất là dễ thương. Quảng cáo cho khách mình luôn mới ghê á. Phạm Ngọc Thúy, I love the wash your pass powder. Thank you chị Suzy. Quen rồi, biết cả sống với bột như là với người yêu mình vậy đó. Ngày nào cũng ôm bột, hít bột từ sáng tới tối. Mấy anh chị biết cái daily work schedule của em á, là một tuần thứ hai, thứ ba là sometime thứ năm nữa là từ 9 giờ sáng cho tới cỡ 10 11 giờ đêm là work với bột. Làm nhiều cách khác nhau. Work on nhiều cái kiểu làm design hoặc là ngồi thử bột này kia, nhưng mà đa phần là bột, ngày nào cũng vậy trơn á. Cho nên là ghét bị ghiền. Dạ có chị Anh Cao ơi, mình có hũ 16 ao. Hứa hẹn là màu Milky White này mọi người sẽ mê lắm đây và sẽ bị run out stock soon.
Nói tại sao có người thắc mắc là tại sao hàng của Neo Job thấy nghe out stock hoài, trong khi mỗi lần lượng sản xuất của mình rất là nhiều. Tại vì tụi em control nó nằm ở cái lượng nhiều nhưng mà không có để nó quá lâu. Ví dụ như là nó phải fresh để cho mọi người xài, nó bột hay là quá chất gì đó, mà mình để lâu quá thì nó cũng không tốt. Cho nên lúc nào cũng nằm trong cái số lượng giới hạn mà mình control được, để cho đồ của mấy anh chị xài nó cũng mới, chứ nó không có bị cũ quá để 2-3 năm rồi đem ra bán rồi sau xài được. Rồi tới khi mình giũa sếp nè. Cái móng này em đã có sẵn rồi, móng Extreme Long Square, cho nên tới lúc mà giũa nó rất là dễ cho mình cắt hai bên cho nó thành coffin, xong bây giờ tới giũa rất là dễ. Nó gọn sẵn á. Nè mấy anh chị thấy nó khô nhanh không? Em mới đắp một bàn tay nha, ngồi nói chuyện với mọi người mấy câu, quay lại giũa thì nó cũng đã khô rồi. Với lại một phần nữa là cái thời tiết hôm nay của mình nó cũng 80 độ, nó hơi nóng một tí xíu, cho nên nó cũng giúp cho cái powder mình khô nhanh. Trời mà lạnh á thì bột đắp đã chảy mà thời gian khô nó cũng lâu hơn. Còn trời nóng á, thì đắp nó khô và thời gian khô của nó cũng sẽ nhanh. Cái nào nó cũng có mặt tốt và mặt xấu ha. Vì màu đẹp tự nhiên, hàng lúc nào cũng mới vừa bốc tem là cháy hàng rồi. Thanh Kiều chị, trời ơi, năm nay á, em yêu đời yêu đời, cho nên là với lại mình cũng hiểu được khách hàng. Mình làm việc với mấy anh chị khách cũng 4 năm rồi, cho nên cũng hiểu được cái nhu cầu của mọi người là cần cái gì. Thì hàng ngày mỗi cái đợt hàng mà mình ra thì mình cũng focus lên những cái điểm yếu mà trong tiệm của mình có, để cho mọi người dễ xài. Còn thợ mà thợ giỏi thì cái gì họ người ta cũng xài được, thì mình không có phải suy nghĩ quá nhiều. Bột gì họ cũng đắp được hết trơn á. Còn mà thợ mà mình tính là trung bình mới ra nghề, hoặc là mình tính chung á, thì mình thấy được cái điểm yếu trong tiệm mình, thợ họ có những cái điểm yếu gì, họ cần như thế nào á, thì em adjust theo cái đó để cho dễ xài. Cho nên là cái dòng Z-Plan là cái dòng mà cái formula tụi em adjust cho nó dẻo, nó dễ đắp, ai đắp cũng được hết là vậy. Rồi, ra xong cái shape của mình rồi nè. Đó, mọi người thấy nó đấy chưa? Em muốn mua móng tipswear. Dạ anh Shin, để em nhắn tin cho anh cái link nha. Thích Ngân vô cùng. Không, Ngân quê hả? Trời ơi, nó là quê Vĩnh Long. Mê Vĩnh Long, mê đồ ăn, mê trái cây. Thích ăn uống đâu mà 10 năm rồi em chưa về quê mấy anh chị. Hồi năm 2019 thì có đi Việt Nam một lần, nhưng mà chỉ là đi công việc thôi, đúng 5 ngày là về lại bên Mỹ rồi. Không có thời gian về quê nữa, về đúng 5 ngày ở Sài Gòn xong là về ngược lại Mỹ luôn. Còn 10 năm rồi là em chưa có về quê luôn á. Nghe nói là quê bây giờ nhìn không ra, không còn là quê nữa. Ok. Khi mà mình đắp mà nó mướt rồi đó, mình không có cần phải giũa nhiều, giũa rất là ít. Giống như cái móng này nè, nó đã mướt cái mặt móng, nó mướt mà mọi người thấy nó bóng luôn đúng không? Thấy nó bóng luôn, nó không có chỗ nào mà nó gồ ghề, nó bập bềnh lên hết á. Thì mình chỉ cần giũa cái cuticle và buffer là xong rồi. Móng này á, mình không buffer cũng không sao hết. Nhưng mà không buffer, nếu mà sơn thớp lên hoặc là sơn gel color lên, nó lại dễ bị tróc hơn là mình buffer. Mấy anh chị biết tại sao không? Cái móng của mình mà khi mà nó bóng quá, móng bột mà khi mà nó mịn quá, nó bóng quá đó, là sơn gel nó là dễ bị chóc, nó không có cái gì để nó bám hết. Nó phải hơi sần sần một chút thì nó mới có cái độ bám được. Còn cái này khi mà mình đi quét cái liquid đó, mình đắp thôi đó, nó cũng rất là bóng. Cho nên là không buffer là nó sẽ chóc. Buffer nhiều quá thì cũng không được. Hồi nãy có chị hỏi là thấy Ngân đắp bột thích quá muốn học hả?
Em đang lên lớp đó chứ. Không ngày cả tháng nay em nói là em đang lên lịch lớp nè. Mọi người yêu cầu. Nhưng mà đang đợi chích vaccine. Đang đợi chích vaccine. Rồi xong là sẽ có lịch lớp rồi đi travel vòng vòng tiểu bang này tiểu bang kia. Trời ơi em ở nhà năm rồi giờ muốn đi lắm, nôn đi lắm, đi tới tiểu bang này kia nó vui. Nhưng mà phải đợi vaccine tại vì mình có con nhỏ, đi xong về nhà có con nhỏ nó cũng nguy hiểm. Với lại mình gặp người ta mà mình không có vaccine, mình cũng biết là mình có đang mang bệnh hay không thì cũng rất là nguy hiểm cho người ta nữa. Rồi sau đó là em giũa dưới, ở bên dưới một cái vậy luôn. Nếu mà bên dưới mình coi là cần thì mình giũa một cái bên dưới cho nó sạch. Rồi gán qua hết năm nay là hẹn gặp mấy anh chị ở nhiều tiểu bang khác nhau nha. Chích vaccine xong mệt dữ lắm. Ủa anh xin chích rồi hả? Trời ơi, em cũng nghe nói vậy, có người chích xong về đuối đồ này kia, mà giờ bắt buộc mình phải chích thôi. Tại vì cũng tìm hiểu nhiều thì cũng thấy cái nói là cái COVID này nó có thể nó bị become là seasonal luôn, có nghĩa là năm nào cũng vậy, y chang như flu vậy đó. Cái đó tới giờ thì mình nghe nói vậy thôi, nhưng mà chưa có thấy thông báo chính thức. Thì mình cũng tìm hiểu để coi năm nào cũng chích hai mũi, vừa COVID-19 vừa flu nữa, chắc đuối người luôn á. Em sợ chích thuốc lắm. Sợ thì cũng không có sợ lắm. Nói tới sợ, nhiều khi đi chích nó về nó giật mình mệt thôi. Chứ cũng hơi queer hơn người ta là em sợ uống thuốc hơn. Thà là chích bao nhiêu mũi cũng được chứ đừng cho uống, uống sợ lắm. Uống cái nó tắt ngay cái cổ, nó tan ra cái nữa, trời ơi banh xác luôn. Còn chích cái bật là xong. Ok, rồi xong rồi nè. Đó, giũa cây này mọi người mua chưa? Mọi người mua chưa? Không biết là hôm nay nó còn sale không? Nó sale là một lốc 200 cây còn 164 đồng đó mấy anh chị, giảm được tới 40 đồng cho một lốc lần, xài xong chà nó sạch nè. Nó còn, mọi người thấy cái rít của nó không? Nó to mà nó không có thô. Nhiều khi á, mấy cái mà dỗm á, nó thô cục. Mình giũa cái nó bị tưng, còn cái này nó mịn đều luôn, cho nên mình giũa nó ăn xuống rất là nhanh, mà nó không có dễ bị mòn. Đó, Korean fowl. Korea quality fowl chứ quên. Dạo này khó tìm mua được sản phẩm. Dạ anh xin để em coi lại, tụi em cũng đang cho làm lại website đó. To view her business website again so I can take a picture. Okay, babe. Chị Jenny. Trời My ơi. Instagram or the website? Either one. Which one you want to show? Nè chị ơi. Flower package. Đó. Ồ, tùy theo cơ địa của mỗi người ha chị. Bây giờ em dẹp cái này một cái nha. Sorry cho em lau cái bàn. Cái bàn này của em ngồi để cho mấy bé trong công ty nó ngồi nó làm. Em làm nail hoặc là ngồi làm sample. Ok, rồi sau khi xong thì mình sẽ chùi sơ bằng alcohol cái. Rồi đây nè, thêm một cái nữa nè mấy anh chị. Thấy cắt cái miếng gì ra không cả nhà? Miếng này là disposable towel. Trời ơi, làm cái này rồi ai làm lại giàu chết luôn á. Disposable towel mới cắt cái góc của nó. Tại sao? Tại vì trong cái này nó không có nhiều lông như là của khăn giấy, cho nên á là em cắt cái miếng này ra, em nhúng vô alcohol, em chùi cái móng người ta không có bị dính lông. Nó rất là sạch thì khỏi phải đi mua thêm cái miếng mà chùi. À khỏi phải đi mua mà cái miếng chùi móng. Tại vì em nhớ cái đó cũng phải mua, cũng phải tốn tiền. Tại nói nhiều khi chùm quá cũng có lợi. Nè mấy anh chị thấy nè, em nhúng alcohol, em chùi nó rất là sạch mà nó không có bị đổ lông, dính lông lại trên móng của khách nữa. Còn nhiều khi mình xài khăn giấy á, mình chùi nó bị dính lông. Cái này là disposable towel nha mấy anh chị. Trời ơi, một chùi cái nó sạch bon luôn nè. Đó, cắt một góc nhỏ thôi. Nghĩa là lấy miếng ra xài rồi cái nhấp góc để mà mình mình làm vậy đó. Trời, tính ghét muốn hối đầu luôn vậy đó. Never talk of that phần chị. À, dạ chị Tina có thì em sẽ thông báo liền. Trời ơi, nói thiệt á là em làm trong tiệm nhiều khi
Mình cũng tính toán dữ lắm, tại vì thực sự làm chủ mà chi tiêu đồ này kia không có tính toán thì mình cũng không có lời. Mà lỡ mà vào trong cái tánh mà bị, mình không có muốn bị chùm sò, nhưng mà vào cái tánh bị phung phí á, là coi như mệt mỏi lắm. Nên hồi trước em cũng có làm mấy cái live mà để đi Dollar Tree mua những cái đồ gì trong Dollar Tree để xài được trong tiệm của mình đó mấy anh chị. Không biết là lâu quá để đâu rồi. Hồi xưa tiệm kế bên Dollar Tree, cho nên là tối ngày cứ qua Dollar Tree mua đồ hoài à. Sau này không có còn đi ra tiệm đi mua đi mua nước ngọt nữa, chứ hồi xưa lúc mà còn quản lý tiệm đi ra mua nước ngọt nước uống cho tiệm là tới nỗi mà em đi lấy mấy cái tờ coupon mà nó gửi về trong 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 hộp thư của mình đó, đi ra ngoài Walmart hoặc là Target mua, mỗi lần mua nó giảm được cho mình tới cũng mấy chục đồng luôn chứ. Mà có người nói trời ơi, làm chủ gì mà chùm sò quá, trời ơi cái đó người ta gửi về nhà cho mình xài chứ mình đâu có trộm cắp làm hại gì ai đâu mà sợ. Ok rồi, khi về I was out Barry. Oh god. Is that? Oh no, it's not. Okay. I've been using the makeup pad and yes, the con still stuck on my client nail. Yeah, try disposable towel chị. Em xài rất là nhiều thứ cho cái disposable towel này luôn á. Hồi bữa em có nói mấy chị á, trong bếp nhà em là em cũng xài cái khăn này luôn. Tại vì thấy nó xài rẻ hơn là khăn giấy. Giống như là em không có thích xài cái khăn gì mấy anh chị biết không? Khăn mà bằng khăn giống như khăn lau mặt vậy đó, nhưng mà để xài trong khu bếp bằng vải đó, rồi giặt tới giặt lui giặt tới giặt lui á, mình lại cảm giác là nó bị dơ. Giặt ngày này qua ngày nọ rồi phải phơi khô rồi đồ này kia, mình lại cảm giác là nó bị dơ cho nên không có thích. Còn nếu như mà xài khăn giấy á thì lau xong rồi giục đâu xài lại được đâu, nó ướt mất rồi. Rồi tính ra nếu mà em lại có cái tật là ướt là phải phải lau lau liền, lau bằng khăn giấy, cho nên là một cuộn khăn giấy xài rất là nhanh luôn. Thì sau này có cái khăn này em thấy là đem về mình xài được một buổi hoặc là một ngày, nếu mà mình cần á mình tiết kiệm mình xài được ngày, còn không á là một buổi nấu ăn, và một ngày nấu ăn 2-3 buổi thì xài cũng có 2-3 miếng thôi. Nó dai, mình lau nó ướt nó cũng không có rách, thì mình cũng có thể là vắt nước nó và xả lại nước sạch và tiếp tục xài tiếp để nguyên cái buổi nấu ăn, xong rồi thì mình giục luôn. Còn xài khăn giấy thì em lại thấy vẫn phí hơn. Chai vẽ đặc quá chị Yến ơi, nè tới hôm nay em sẽ nói nè. Cái đợt thứ hai của mình lỏng hơn chút xíu thôi. Đợt đầu tiên bộ vẽ like chị chưa có. Ok chị em mày nhắn em đi, sắp hết rồi. À, còn cái đợt đầu tiên nó sẽ rất là đặc đặc hơn. Và đây là cái đợt đầu tiên em xài nè, nó chỉ đặc như thế này thôi. Có nghĩa là nó không có lỏng như nước sơn gel bình thường được, và nó sẽ lỏng nhưng mà nó lỏng hơn cái Odor gel trong hũ. Còn nói về đậm đặc thì nó sẽ đặc giống vậy nè mấy chị, không có đặc hơn giống vậy nữa đâu. Vậy là cái hàng đặc của nó nè. Và mình muốn làm cho nó đặc để khi mình vẽ mình không có phải tô tới tô lui tô 2-3 lớp, mình một lớp một là nó ra rồi. Cho nên bây giờ em sẽ chỉ cho mấy anh chị coi, nhiều khi á mình đem về mà hàng đặc mình chưa quen, mình cầm lên mình thấy trời ơi, một cục nước sơn trên cây cọ này làm sao mà vẽ được nguyên cục về rồi sao vẽ. Thì bây giờ nè, khi mà mình lấy nước sơn lên mình sẽ vét nó hai bên vậy cho nó lỏng ra, thì mình sẽ ra được cây cọ nó nét và nước sơn của nó đậm đặc để nó ra cho mình cái màu dễ vẽ. Con khách này nó nghe hồi cho nó cũng muốn nhũng cái não nó luôn đó. Nó không biết em nói gì mà em nói dữ quá. Ok, now you can move, ok. You got ừ. Em vẽ một nét, một là nó ra cái màu cho mình nó đẹp rồi nè mấy chị thấy không? Đó. Cho nên cái gel vẽ mọi người lưu ý là nó đậm đặc nha mấy anh chị, nó đặc nha chứ nó không có lỏng nha. Và nếu như mà mấy chị muốn nó lỏng, mấy chị xài lỏng quen, mấy chị vẫn có thể bỏ thêm thinner. Bỏ thinner vào vẫn được bình thường. Nhưng mà đừng có lỏng quá mọi người vẽ nó sẽ bị chảy và nó sẽ bị lem.
Okay, baby, don't move. You move, then the light's uneven. Okay. Okay, ở đây thì em vẽ ngang dạng cái. Em vẽ một lần mấy móng luôn. Mình quét ở trên thì xuống dưới cái nó bị hết nước sơn, mình phải lấy nước sơn thêm. Okay. Mỗi một cái mẫu vẽ nó phải khác nhau một chút nha. Rồi, ở đây mình sẽ tô. Mọi người thấy không? Khi mà mình xài quen đó, mình sẽ không có thấy nó đặc đâu. Mình sẽ thấy nó bình thường và nó ra cái màu cho mình. Mình vuốt một cái là nó ra cái màu chỗ đó rồi, mình không có cần phải lặp đi lặp lại một chỗ nhiều lần. Rồi. Ngón này chắc một chỗ đó thôi. Là mỗi một cái móng cái mình sẽ có một cái kiểu đi khác nhau. Cái góc trên này em sẽ đi cho nó hơi bầu tròn qua một cái. Rồi bắt đầu em tô. Nãy em chỉ thấy không, cái màu của nó bên trong á, nó đã có và nó đậm đặc thì mình không có cần phải lấy thêm màu nữa, nó đã đủ cho mình rồi. Mình lấy bộ vẽ, nhà em có nhiều sơn và cọ lắm, nhất là cọ. Dạ, ai lấy bộ vẽ thì bỏ số điện thoại xuống giùm em nha, em đang sợ hết hàng. Bỏ số điện thoại xuống giùm em nha mấy anh chị ơi. Mình sẽ đi một lượt hết. Và mấy anh chị thấy nè, khi mà nó đậm đặc á, nó không hề chảy luôn. Mấy chị thấy em để sao nó nằm y chang vậy. Nó nét, nó rất là nét và nó không bị chảy. Đó là tại sao mà mình xài nước sơn vẽ mình phải xài đậm đặc hơn bình thường. Nè, khi mà em lấy lên là mọi người thấy vậy không? Thì tùy theo cái mẫu vẽ thì mình sẽ đi nó khác nhau. Cái đây thì em có thể là đi cái góc này chỗ này đi. Rồi em câu nó xuống. Vẽ cho nó xuống đây. Rồi. Màu đầu tiên thì mình vẽ đại để mình làm cái nền. Cái chính đó, cái trong ba màu này thì màu tím đậm này là cái màu chính của em để cho em đi. Lên đi xuống, đi lên đi xuống. Ok. Rồi, sau đó em sẽ cho hơi đèn 30 giây. 15 giây thôi cũng được rồi, 10 giây, 15 giây cũng được rồi. Đây là cái màu màu số 10, một trong những cái màu của nó màu số 10. Dạ. Dạ đúng rồi. Cho nên là có thể là mọi người chưa có quen thôi, chưa có quen thôi. Bỏ thinner vào để cho nó lỏng ra được nha mấy chị, bỏ gel thinner vào được, nhưng đừng có bỏ lỏng quá. Lỏng quá nó hư, em không có làm đặc lại được cho mấy chị đâu. Mình bỏ vào cho nó một tí xíu, mình để một tí xíu thôi.
Nhưng mà em vẫn recommend là mình để cho nó đậm đặc và mình vẽ. Thật dự bị trúng cái chỗ nào nó là bị hư. Có mấy cái chai này rồi thì mình vẽ nhanh lắm. Mình đồ hai bên đồ này kia nó cũng nét hơn. Rồi, ở đây. Chắc em có thể em đi từ dưới đây đi lên nè. Mọi người thấy không, em đồ một đường thôi là nó đã có ra cái màu rồi. Trên này có thể là mình đi thêm một chút xíu màu trên này nữa, vẹo ngang chút. Ok, nó vẫn còn hơi thiếu thiếu màu phải không, thiếu màu trắng. Dưới bên này em đi một cái line mỏng ở trên này nữa thôi. Ok. Rồi. Em đi đúng một cái đường line từ dưới đi lên là cái màu nó đủ để nó ra cho mình cái màu đẹp đậm đặc. Cái này từ trên góc này thì mình có thể mình ôm bầu xuống đây. Ok. Ở giữa thì em sẽ đi màu silver hoặc là màu trắng để cho nó highlight mấy cái mẫu này lên. Đây mình đi một cái dòng circle tròn chỗ này nè. Rồi. Mọi người thấy cái màu nó dễ thương không? Dưới đây em sẽ đi ngược lên, mọi người còn thấy không? Tại vẽ cho nên phải để sát vô cái con mắt luôn á mấy anh chị. Màu trắng thì em sẽ chỉ sử dụng màu trắng để highlight thôi, cho nó nổi mấy cái màu khác lên. Ok. Treo vẽ này bao nhiêu một set? Dạ, treo này thì là 126 đồng cho 24 màu.
Thôi, mình vuốt nhẹ bên dưới lên. Ok, rồi, mình sẽ cho hơi đèn. Khi trong đèn 30, 15-20 giây gì đó, không tới 30 giây, em nói lộn. Hello, mấy anh chị mới vô nha. Đây, cái bộ của mình hoàn chỉnh. Oh no, the other one, babe. Bộ hoàn chỉnh của mình đây nè. Dễ thương không? Nhìn nó nhẹ nhàng, phải không? Rồi. Bộ này. Rồi, bây giờ em tới mấy dễ màu trắng nha. I bought first and second set. I can't believe I bought first and second set. Ủa, chị mua hai set luôn hả chị Suzy? Rồi, khi mà mình lấy lên đó, mình có thể là mình vuốt chỗ này cái này nè cho nó sạch thôi. Rất là dễ, nó không có khó đâu. Nước sơn thì mình, trước khi mà mình sơn thì mình kéo nước sơn lên thì mình cũng phải vuốt lên cái miệng mà, đúng không? Vuốt lên miệng chai một chút nè. Đây thì em sẽ đi cái màu trắng bên ngoài. Vẽ thì thường là đi cái nào mà thuận tay mình là mình đi thôi. Nếu mà ở trên mà đi xuống mà không thuận tay thì mình đi ngược ở dưới đi lên. Để mà không có thuận tay nó tạo ra cái đường không có đẹp. Rồi. Ok. Bây giờ qua bên này. Em sẽ đi một cái đường trắng bên trong đây cho nó nổi. Em đi bên ngoài viền trước. Mọi người thấy màu trắng mà em chỉ cần vuốt nhẹ một cái là nó đã trắng rồi. Màu trắng mà nó lại rất là dễ lên màu, không có cần phải đi nhiều quá. Ở đây em cho màu trắng nó đi xuống dưới đây luôn. Nó nổi lên rồi phải không? Ok. Màu trắng em đi đúng một đường duy nhất. Đó, đúng một đường duy nhất để cho nó ra được cái màu. Don't move, okay? Nối giữa hai đường lại với nhau. Chỗ này mình có thể mình đi cái đường trắng cho nó to hơn tí xíu nữa cho nó nổi lên cũng được nè. Nó màu trắng cho nên mình đồ lên cái màu khác là nó đều cover được hết. Đó. Rất là dễ phải không? Ok. Nói dễ nín thở mà không ai tin. Mấy anh chị dễ có nín thở không? Cho em dễ nín thở đó. Nín thở để cho nó ra nét thôi chứ không làm cái gì hết á.
đây em cho nó xòe ra thêm tí nữa cho nó đi ngang qua chút nữa, vào từ ngoài cho nó cong vô. Rồi lấy nước sơn vào trong cây cọ cho nó đủ nữa. Rồi từ đây đi xuống đây luôn. Đó, đi cho xong một line là out luôn, end luôn á. Còn ở dưới đây cũng vậy. Em tô cái đường viền bên ngoài trước. Rồi. Ở đây có thể em đi một cái đường viền nào. Trắng bên ngoài cho cái đường này nữa không ta? Yeah. Cong nhẹ. Ok. Đúng là design mỗi thời mỗi khác hả? Có lúc thì thích bông, thích hoa, thích bướm, thích đồ hiệu, vì có lúc thì chỉ thích mấy cái đường line vậy thôi. Đây là màu trắng. Trời ơi, vẽ xong muốn nín thở vậy đó. Dạ đầu đầu smooth chưa biết tuần sau em có lại. Rồi, bây giờ tới cái này là cái cuối cùng. Đó là cái Middle Artist Gel. Cái này cũng tuần sau mình có hàng lại luôn. Trời ơi, dạo này là hàng hết liên tục. Nên nói hết ngoài mất công ta la mình. Đây là Middle Artist Gel nè. Trong này nó có 8 màu. Thì em xài cái màu này là màu số 2. 8 màu là chuyên về cái dòng Middle thôi, là màu giống như là kim loại vậy đó. Dạ, cái số phone của mình nằm ở bên dưới video luôn đó mấy anh chị. 888-887-8807 đó. Rồi em dùng cây cọ gọi là cây extra nha. Là cây dài, dài nhất luôn. Để mình vẽ ra cái nét nó dễ. Ok, take it out baby. Cái middle này nè. Đó. Khi mà mình vẽ xong lên. À, the other one. Mình top coat lên nó sẽ ra cho mình một cái đường kim loại giống như vậy. Ok. Vẽ xong nín thở vậy. Lúc vẽ thì nín thở, vẽ xong muốn tắt thở. Dạ đúng. Cái đó là khi mà vẽ mấy cái. Rồi giờ em nín thở cái đi em nói tiếp. Đó, vuốt nhẹ lên. Cái này là vẽ mấy cái line á, là vẽ nín thở, vẽ xong là muốn tắt thở vậy đó. Rồi, ở đây cũng vậy. Em đi từ dưới đây, em đi lên. Cái cọ này nó dài cho nên là nó giúp cho mình cầm, mình kéo nó dễ. Nó nhỏ, nó mỏng thôi, không có cần nó phải to quá. Cái này nó là cái nét cho nên mình không có cần nó phải to quá, đâm ra cái nó thô. Ok. Ok. Chỉ có cây cọ dài extra mới đi được cái line dài từ trên xuống dưới một line nha mấy anh chị. Cái này thì em đồ lại cho nó có cái nét giữa này thôi. Ok. Đó. Rồi. Cái này á, đa phần là em đi vào cái đường màu chính giữa màu tím, cái nó nằm ở trên cái màu tím đậm á, thì nó sẽ nổi hơn. Đó, nó rất là nổi luôn. Rồi, cho nó đi ra ngoài đây. Ồ, chỗ cái màu tím lợt. Rồi đó. Đó, mọi người thấy nó đi cái line rất là đẹp, dễ thương ha. Nó mỏng manh. Bột đắp. Và bột đắp nó là màu Milky White. Nhìn cái cỏ extra này mấy anh chị. Ngân là không có phải là pro vẽ line, mà vẽ lên cái line nó cũng rất là đẹp. Cái extra này. Nhìn nè.
đi nó ôm cong quẹo và ra rất là đẹp. Đi một cái đường viền vô đây liền. Đó. Giờ đây em cũng đi vô cái đường chính giữa, giữa hai màu tím. Thấy đi vào hai màu tím là nhìn nó đẹp nhất rồi. Cái đường dưới đây mình đi cho nó to lên tí xíu thôi. Rồi. Cho nó đi kế cái đường viền kế màu trắng. Rồi, kéo xuống cái line dưới đi ra luôn. Đó. Đây. Là của thằng Medal Artist Gel đi kèm với Light Art Gel. Here baby. Đó, cây này là cây extra nha cả nhà nha. Medal Gel. Cái này để vẽ, để highlight lên mấy cái mẫu này kia rất là đẹp. Dạ được, Long Khánh. Xem em làm nào mệt đứt hơi, em cũng muốn đứt hơi. Trời ơi. Làm dễ sợ dễ la nhất á, muốn tắt hơi gì đó lâu lâu á, mình vẽ cho vui thôi chứ trong tiệm mà làm mà vẽ mấy mẫu này thật sự rất là khó ăn. Hồi xưa cũng có một thời gian lên, mới xem baby xong cái lên phụ cho bạn em làm ngoài tiệm đó, thì ra tiệm á, là mình phải ưu tiên những bộ móng nào mà làm in được 1 tiếng thôi, phải tính mấy chục đồng cũng khoảng 1 tiếng đổ lại, mà ra ngồi vẽ 1 tiếng mấy người ta hết hồn. I love Zipland, tay cầm tay, hand in hand đó chị. I love this set too. Mấy bạn service customer cũng kêu lắm. Dạ thank you chị. Customer service bên em là em cứ tự tin và khoe hoài á, là cái gì cái mà về cái mặt ngoan ngoãn lễ phép á, là mấy bạn phải đặt lên hàng đầu. Đa phần là mấy bạn trẻ cơ mà, bên customer service mấy bạn trẻ cơ mà, cho nên em rất là quan trọng về cái vấn đề lễ phép. Rồi sau đó em đi mat top coat nha. Sau khi tất cả mọi thứ đã khô rồi thì mình đi mat top coat đều lên. Mọi người sẽ thấy cái mẫu của nó ra. Trời hôm nay yêu cái mẫu này quá mấy anh chị ơi. Có ai mê cái mẫu này giống em không? Giờ này cứ bị chọc hoài, mình làm gì cái mình đam mê, làm xong cái mình hay khen á, cái bị mấy bạn chọc cái nói là có kiếm con mèo nào cho em để vô nó khen em, chứ để có mình em tự làm tự khen hoài. Mèo khen mèo dài đuôi. Rồi. Sau khi đi mat top coat thì em cũng sẽ vuốt hai bên vậy nè. Thêm lần nữa để cho nó định hình cái móng, nó không có bị không bị mất cái shape của cái móng của mình. Làm xong hết cuối cùng mất shape một cái chắc khóc tiếng miên luôn á. Em xài top coat nào á? Em xài mat top coat của Journal luôn nè. Khi nào LED light trust table có? Rồi để em check coi là khi nào có. Trời ơi mấy ngày hôm nay đó, giống như là bão vậy đó mấy anh chị, gì cũng hết trơn. Giống như là bão vậy đó, cứ hàng bỏ lên mà mọi người xài work là người này giới thiệu người kia là cứ hết liên tục vậy đó. Rồi set này là hôm nay em biết sẽ hết nữa nè. Set Light Art Gel nè, bên production của em là dạo này làm ná thở luôn á. Tại vì nhờ mọi người thương. Không sao, làm ná thở với mọi người thương là được. Cứ thương nữa đi mấy anh chị. Đây Light Art Gel nha, 24 màu em xài nè. Thank you chị em mì. Chị em mì bên chị sao rồi? Bên chị mở tiệm đồ này kia lại xong hết chưa chị em mì? Mát đẹp lắm. Dạ thank you chị em mì là cái gì cũng ủng hộ hết. It's off, the light went off already. Ok. Đây, xong cái mẫu của mình. Và bây giờ em cho mấy anh chị coi cái cách mà hôm nay em chụp hình nha. Material không cần phải quá mắc tiền. Rẻ thôi, chết, nhăn nheo rồi.
để ngoài sau, nãy giờ để ngoài sau lưng nó bị nhăn rồi, hy vọng là để ra nó thẳng lại. Em xài giấy printing paper nha mấy anh chị, tiệm nào mình cũng sẽ có printing paper hết. Và để cái bàn tay lên. Okay, yeah, you know how to pose now. Và em chỉnh cái đèn xuống. Tháp treo có soak up được hay không? Dạ được, tháp treo soak up được. Soak up rất là nhanh. Bột Milky Way hết rồi. Dạ không có hết đâu, Milky Way mình còn nhiều lắm, không có hết đâu. Okay. You can keep the thumb and not take it out, it's okay. Take the thumb out. Okay. Keep it on the side. Yeah. Rồi mấy anh chị thấy là khi mà mình để cái đèn ring light này nè, đó, nãy có người nói là xài rất là đã. Đúng rồi. Không có cần ấy quá, cái này em xài để em làm móng luôn á. Bây giờ nếu mà thiếu ánh sáng mình nhìn nó không có được đẹp lắm, nó mờ mờ, nó không có đẹp. Khi ánh sáng đầy đủ mọi người sẽ thấy nó đẹp hơn. Rồi khi mình chọn góc vậy rồi mình bấm mình take picture thôi. Nó sẽ ra cái màu cho mình rất là real, mình không có cần phải Photoshop hay làm gì nữa hết. Thì nó sẽ thật với khách hàng, người ta nhìn cũng thật hơn. Rồi thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi hôm nay nha. Em chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. Em sẽ bỏ hết tất cả các link lên trên cho mấy anh chị. Ai thích sản phẩm gì thì em sẽ bỏ lên đó. Và mọi người cần hỗ trợ thì có thể là gọi vào số điện thoại nằm bên dưới nè, 888-887-8807. Hoặc là bỏ số điện thoại để cho nhân viên bên em hỗ trợ. Ellen đó là set vẽ này mình không hề cảm thấy đạt love it perfect for mình để drawing. Dạ thank you chị, dạ thank you. Có thể là một vài anh chị chưa quen cho nên cảm giác đạt thôi, nhưng mà quen rồi thì sẽ mê, quen rồi là mê lắm. Thank you và have a good day cả nhà.